Hi, xin chào mọi người, mình là Long Bùi và hôm nay mình lại tiếp tục làm một cái clip về những cái guitar hàng Nhật đấu giá. Thì cái lô này là lô thứ hai mình về, lô thứ hai trong cái dịp năm đầu năm này. Lô đầu tiên mình về thì mình cũng đã anh em đã được anh em ở tất cả các nơi, tất cả các tỉnh ủng hộ mình rất là nhiều, và cũng đã mua, cũng đã nói chung là một số mã cũng đã gần như là hết rồi. Thì cái đây là mình về cái lô tiếp theo, đó là lô thứ hai, và lô này thì nó có những cây đời thấp mà mọi người đang cần. Thì mình làm clip này là mình giới thiệu sản phẩm đã, xong rồi mình sẽ tách từng cái clip ra để mình làm, mình review âm thanh những cái dòng mà anh em đang cần ra. Còn nếu anh em nào cảm thấy cái mã nào đang phù hợp với mình thì có thể liên hệ với Long Bùi qua số điện thoại 0987 646639 để mọi người có thể là đặt hàng mua những cái đàn mà mình ưng ý ha. Thì sau lưng mình đây là cái những cây đàn Nhật đấu giá vừa mới về. Thì cái lô này về cũng nói chung cũng tầm gần như là gần 60 cây, cho nên mình sẽ giới thiệu cho mọi người hát. Đây là cây Moritz W35. Đó, Moritz W35. Đó là chưa có vệ sinh canh chỉnh gì hết nha. Moritz W35. Cái này nói chung là cũng rất là đẹp, chưa có vệ sinh gì hết. Đó. 35. Đó 35 thì có giá là 9 triệu ha. Và khi mà mình vừa sinh mình canh chỉnh và đắp hết mình sẽ vào cái bàn đó. Đây là Edison. Matsuka M60 đẹp, Lanew Matsuka M60 ha. Có giá là 14 triệu ha, M60 rất là hiếm luôn, và cũng đã được nhiều anh em những cái dòng trước ủng hộ rất là nhiều. Và cây này action của cây này rất là đẹp, cần thẳng gần như là tiếng nói. Đây là cây cục, đây là cây M50 có giá là 10 triệu đó. Mình sẽ báo trên này cho anh em xem là niềm đẹp, bạn nhìn kỹ là nha, nhìn kỹ nha, rất đẹp. Tại vì có những cái trường hợp mà như thế này này, mình nói luôn là có những cái trường hợp mà đàn mà đã qua sử dụng mà nhiều anh em nhìn trên hình như vậy không có thấy những vết trăm chim của nó, những cái vết mà người ta chơi nó bị về năm tháng thì nó sẽ bị theo năm tháng. Nhiều anh em cứ nghĩ nó là line new là nó đẹp 100% giống như những hàng mới, nhưng mà chắc chắn thì nó phải có những cái vết nhỏ của nó mà mình phải nhìn, mình nhìn thì nói chung nó sẽ có, chứ không phải là không có. Không có thì nó là gọi là đẹp mới rồi. Còn cái đàn này sản xuất từ năm 74-80 hoặc có những cây sản xuất năm 90 đó, thì bắt buộc nó phải người chơi họ chơi rồi, bắt buộc nó phải qua năm tháng. Đây là cây Matsuka M50. Lô này mình về lát xích, mình đấu nó lát xích rất là nhiều luôn. Nó có những cây là M30, No30, M50, M60, đó, M70 và MH100. Có duy nhất một cây MH100 thôi. Hồi trước mình về là một cây là M100 và MH100, cũng đã được anh em ở cả nước mình ủng hộ hai cây đó rất nhiều. Hai cây đó thì anh em ủng hộ thì sau này anh em qua mấy hôm sau thì có nhiều anh em hỏi về cái dòng M100 và MH100 nữa, nhưng mà hết thì nó về chỉ đúng còn một cái lô này về chỉ đúng một cây MH100. Tí mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem cây MH100 giá 25 triệu. Đây mình tổng hợp một số mẫu thôi ha. Cây này là M50 thì ở đây đi ha. Phía sau mình đây là chú Thanh,
chú Thanh đây vẫn đang vệ sinh và canh chỉnh những cây đàn, để khi mà tí nữa mình sẽ xong cái việc giới thiệu về những sản phẩm này xong rồi mình sẽ tách ra clip để cho mọi người có thể dễ theo dõi dễ dàng. Long Bùi và chú Thanh nói chung là cũng cầm cuội đây giới thiệu cho mọi người xem. Chú Thanh đó đang mãi mê canh chỉnh những cây đàn và vệ sinh. Thì còn Long Bùi thì đang làm việc ở trước đây để giới thiệu cho mọi người xem được những cái cây M30, 50, 60, 100 và những cây Moritz Dub 20, 25, 30, 35, 50, 40, 50, 80 đó, rất là nhiều. Đó, không mất thời gian là mình cũng sẽ tiếp tục giới thiệu ha. Đây là cái hộp của cây M60 chú ha, cây đó ấy xong rồi chú cho vô hộp nha. Đây là cây Dub 60 Special. Đó, mọi người xem này, Dub 60 Special đa số cái phần cái lưng của nó là có cái màu ố này, nhưng mà âm thanh là cực kỳ hay luôn. Cây này mình sẽ những cái cây mà Special là bán đặc biệt là những cái cây nó có cái bộ khóa đầu tiên của Homoritz này mà sau này là nó không có nữa. Đó. Đây là phần mặt. Dub 60 cái lơ gỗ này, cái phòng này. Đó. Phần gỗ Yaranka từ như cẩm Brazil, mặt thông là thông sậm, thông seda, mặt rất là già luôn. Và những cái cây mà mình về những cái cây Dub 60 này đa phần là mặt này, thì tí nữa mình sẽ so sánh hai cây Dub 60 với nhau để cho mọi người theo dõi được cái clip đó. Đây chú vệ sinh cây Dub 60 luôn, đợi tí mình làm cái clip luôn. Long vừa mới đóng hàng xong thôi. Làm tiếp tục cái clip này để giới thiệu đến mọi người, để mọi người có thể sở hữu cho mình được một cây đàn gọi là đây là cây Matsuka No 30 đẹp Line New No 30 ha, No 30 đẹp Line New luôn. Dòng No nó khác mà dòng M nó khác nha mọi người. No 30 cây này cần là thẳng rồi mọi người, nói chung là những cây mà M30 và No 30 đợt này mình về là cần là đẹp thẳng, không có bị cong giống như những cây kia rồi. Tại vì cái đàn Nhật là nó không có ti chỉnh cần ở bên trong, mà anh em đòi hỏi khi người chơi họ cần những cái nốt ở dưới này này đó, để cho nó thấp nha. Đó, ví dụ cái này chưa hồi sinh gì hết nè, cái dây cũng vậy nè. Đó, tí nữa cái thợ của mình, nhân viên của mình học và chú sẽ tranh thủ làm một bộ sinh của Matsuka No 30. No 30 thì nó có giá là 8.500.000, còn M30 thì có giá là 8 triệu. Đó, mọi người xem cũng tùy theo hình thức của cái đàn nữa, nó còn đẹp hay là nó xấu nữa, nó dựa theo nhiều yếu tố nữa đó. Nhưng mà dựa theo cái giá đấu. Đây là một cây No 30. Đó, để cho mọi người xem ha. Đây No 30. No 30 này thì những cây đời No này sản xuất năm 1974. Mặt này. Mặt của No 30 này. Đó. Sừng rất đẹp luôn. Còn đẹp.
Đồng quá đẹp. Mình giới thiệu xong rồi, tí tại vì nếu mà test kịp á thì bọn mình sẽ review test cho mọi người nha. Đây là cây Moritz Double 40. Đó, đẹp không? Double 40. Nó giá là 12 triệu. Đẹp tuyệt vời. Lúc trước mình về cũng 10 cây. Và anh em ủng hộ cũng đã gần hết rồi. Cây Nô 40 năm 1977. Đó, những cây Matsuka đợt này rất là đẹp nha. Còn đẹp. Độ khó của Nô 40. Nô 40 thì nó có giá là 10 triệu. Cũng rất nổ luôn. Đây, giới thiệu sơ lược để mọi người biết được những cái hàng đấu giá bên Kita Long. Chứ còn về cái âm thanh test thì phải có chúng ta sẽ test. Đây là cây Masaru Matano năm 1976. Cây classic đời cổ này. Rất hiếm để sở hữu được một cây mà có chỉ cần này mà đời cổ như này. Masaru đó, của người Nhật, của Nhật, cây này là người Nhật. Nhật làm. Masaru. Sơn đẹp. Đẹp. Rất đẹp. Có nóng chú bật quạt lên nha. Chú bật quạt nó mát chứ. Tại vì quay ở ngoài nó không có ồn như quạt đâu. Mình quay ở đây á, mình phải tắt cái quạt đó để biết sao cho nó khỏi bị e, nó khỏi phải vô vào lọc vào cái điện thoại của mình á, tại mình quay cái cảnh rất là tọt nên là trong đèn nóng mình phải đủ đèn bật để giảm cân. Wow, cái này quá đẹp luôn. Masaru.
Moritz đắp 40. Chưa vừa xin gì hết nha. Cái giá là 12 triệu đắp 40. Đẹp. Đây là cây TF 80 được một cây không đời cao. TF 80 ha, dòng rất là hiếm luôn. TF 80 đây, mọi người xem cái tem của TF đó. Đây là cái sticker bên đó họ dán. Bạch ba tấm chưa vệ sinh nhỉ? Đợi mình vệ sinh cái đất xong rồi mình test cái cây này. Cái này nó có chữ là Made in Japan. Một có con. MD 515 dòng MD thì vừa rồi mình có cây 505 line new đẹp có hộp 7 triệu. Dòng 515 này cũng vậy, là những dòng mà đời đầu tiên của những cái đời đầu của dòng MD thì có giá là 7 triệu ha. Có nó cũng là chữ là của Moritz đó. Còn rất nhiều nữa mọi người ạ, còn đất 40 rồi Moritz M50, ATA đất 40. Nói chung là còn một số mẫu nữa thì mình chỉ sơ lược về cái clip mình tổng hợp sơ lược thôi, để về một số sản phẩm để khi mà anh em nào quan tâm đến sản phẩm nào thì có thể gọi điện cho mình hoặc là các bạn vào Zalo số điện thoại 0987646639 của mình để được mình tư vấn hướng dẫn. Trong đó thì nó vẫn có những cây Yamaha L5. Tại đây mình lấy có một cây Yamaha L5 rất đẹp nha. Đây có về được 2 cây Yamaha L5 đẹp. Hôm trước mình về 3 cây thì anh em đã lấy hết 2 cây rồi. Còn 1 cây có hơi xấu một tí là chỉ có giá 10.500 thôi. Còn tùy theo đợt đấu thì đợt này về là có những cây là giá 13 triệu Yamaha L5 đẹp Planeo luôn. Đó. Đẹp Planeo, anh em nào cần thì xem cây này ha. Đó. Lúc mà về lúc có hệ thì anh em nào lấy trước thì sẽ lấy, còn anh em nào chưa kịp thì nó thở đợi được sau.
Đây là cây Yamaha SR200. Cái này còn nó tương gia dòng Yamaha thì còn nó tương đối, nhưng mà cái sinh của nó cũng là thấp chứ không có cao. Giá là 4.500.000 Yamaha SR200. Đó, rất là hiếm nha. Dòng Yamaha mà SR200, SR250, SR300. Rất là hiếm, rất là hiếm. Về cũng 200, 250, 300, 400 anh em lấy là hết rồi. Đây là cây Matsuke MH100. Đó, đây, MH100 loại nhiều đẹp. Cái này tại vì mình mới mới hòa sinh xong. Nhân viên mới hòa sinh xong cho mình mới biết cái này. Lúc đấu về. Hôm trước cái lô trước mình có về là một cây rồi mình có về một cây Kono, một cây M100, một cây MH100 thì cũng đã được những người chú người anh ở các tỉnh đã lấy rồi. Thì đây và tiếp tục cây MH100 rất là đẹp, đẹp ngang cây M100 và MH100 mà mình mới giao. Có giá là 25.000.000 đó. Ai nhanh tay thì sở hữu cây này nha. Đó là những cái cây đèn mà Lâu Mùi đã tổng hợp qua để cho mọi người ở cả nước mình có thể là theo dõi được những cái mẫu mã của những cây đèn ở đây, để cho mọi người thích cây nào thì có thể hoặc là các bạn vào Zalo số điện thoại 0987 664 6639 của Long Vui đã được Long Vui tư vấn trực tiếp. Và những clip của Long Vui hiện tại đang làm là những clip rất là thực tế tại Guitar Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Và mọi cái trách nhiệm, mọi cái giải quyết vấn đề mà gọi là về đảm bảo về cái sự chất lượng uy tín thì đều là Long Vui đứng ra để đảm bảo cho mọi người khi mọi người mua những cái đàn Nhật tại Guitar Long hoặc là những cái đàn custom Việt Nam. Ở bên mình làm rất là nhiều dòng và các bạn có thể xem được cái tổng quan và cái cơ sở sản xuất đàn Guitar Long, để cho là những người đứng ra làm đàn, đấu giá đàn, để cho mọi người sở hữu được những cái đàn gọi là ưng ý nhất. Và giống như mọi người đã xem trên clip mình hồi nãy là cây DUB60 Special thì người chú của mình đang hòa sinh. Các bạn thấy đó, nãy cây DUB60 Special là nó rất là xấu đúng không? Nó què, nó rất là cũ, nó cũ, nhưng mà qua cái bàn tay tỉ mỉ của người chú là cái đàn nó đã được đánh và chạy chuốt như thế này. Còn khi các bạn chọn cây nào xong rồi nữa rồi đó, thì nếu mà cây nào mà mình cảm thấy cái độ bưu, độ bám bụi mà độ cũ của nó còn cao quá thì nó sẽ đưa vào một cái máy bát đỡ, mình sẽ đánh lại cho anh em. Nó nói chung là cái đàn nó sẽ đẹp hoàn thiện ở khi giao cho anh em nha. Mình đỡ mình tại một clip của mình làm là 30 phút cho nên mình sẽ đỡ mọi người tham khảo được cái quá trình mà mình lau chùi vệ sinh cái đàn khi anh em đã chọn đúng không? Đó. Và khi mình làm xong cái clip này bắt đầu mình sẽ quay một cái test nó những cái đàn để khi giới thiệu đến mọi người, để mọi người có thể cảm nhận được cái âm thanh. Nếu mà còn về cái đàn Nhật thì âm thanh của cái đàn Nhật là các bạn phải nói là chỉ cần một cái người làm đàn họ nhìn vào kết cấu của cái đàn, nhìn vào cái cầm đàn là họ biết được cái đàn đó nó như thế nào. Còn âm thanh thì mọi người không cần phải lo về những cái đàn Nhật đấu giá này nữa. Âm thanh của những cái đàn tùy vào đánh giá, tùy vào cái đôi mà để cho bạn sở hữu được những cái đàn gọi là ưng ý, âm thanh cực kỳ hay. Lâu Bùi làm những cái clip này nói chung nó rất là thực tế, rất là thực tế. Nó diễn ra tại Guitar Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Không có cắt ghép gì hết, không có chỉnh sửa, không có ghép gì hết. Nó cứ từ diễn ra tự nhiên. Đây là dòng DUB60 Special rất là hiếm nha, rất là hiếm luôn đó. DUB60 Special giá 16.000.000 các bạn sẽ chơi được một cái đàn âm rất sâu. Tí nữa mình sẽ xếp xong rồi bắt đầu sẽ vào một cái dây sơ và mình sẽ test hai cây DUB60 Special để cho mọi người nghe được ha.
chỉ là một người test đèn, còn là một người vừa sinh đèn vừa là cái đồ tỉ mỉ. Tại vì những cái đèn mà Tú làm á thì nó sẽ không có đòi hỏi cái sự nóng vội trong đó, mà nó phải có sự trả chút nguyên khí từ bộ khó và cha dùng cái nhám mịn này đánh. Và bắt đầu nếu mà cái nào mà đánh nó cảm thấy mà cái đồ si nó khó ra thì ở ngoài kia sẽ có anh Nhật sẽ dùng máy chà và máy tự chế đó để vào những cái đường khó sẽ đánh nó được tốt nhất. Cái vân gỗ quay lên hông cho khách coi người đánh xem cái vân gỗ bên hông của cây đập 60 sẽ bay xuống. Vân đối xứng rất là đẹp các bạn. Xứng có nghĩa là đây này, nó đối xứng với nhau thì được. Cái anh Thâm nó sẽ cho ra được nó hay giống như này. Và xem. Đó. Cái thới gỗ nó đi đối xứng với nhau. Nó đi đối xứng với nhau để cho ra được một cái ánh sáng tuyệt vời. Đấy, thấy cái mặt thông của nó. Đúp 60 là mặt này không nha, không có lẫn đi đâu hết. Đúp 60 toàn là mặt của Sida mà thông già để cho ra được dâm nám. Đúp 60 Spicer là dòng tem dập ở phía bên trong thùng luôn, nó không có tem dán là bình thường cây đúp 60 nó chỉ có là đúp 60 nó khoảng 15 đến 16 triệu đó, đó. Còn như là dòng tem dập thì nó khác ở bên trong cái nang luôn, nó cao cấp hơn nữa. Vâng, clip của Long Bùi đến đây là kết thúc. Còn một lần nữa thì Long Bùi xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ Long Bùi. Có những cái mà Long Bùi sai sót thì mong mọi người hãy bỏ qua. Còn những cái gì mà Long Bùi muốn tích cực nhất hướng đến cho người tiêu dùng được sử dụng được những cái đèn gọi là ưng ý nhất thì cũng mong mọi người hãy chia sẻ cho những cái bạn bè người thân của mình đã biết đến cơ sở sản xuất đèn Tà Long tại số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, và số điện thoại là 0987 646639. Mình xin nhắc lại là 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức đó. Và Zalo của mình dùng là 0987 646639. Rồi mọi người, các bạn qua Zalo thì sẽ đặt hàng, hoặc là có cần tư vấn gì thì Long Bùi sẽ đích thân tư vấn cho mọi người ha. Vâng, và clip này là mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào lại mọi người trong những clip sau của Long Bùi ạ.